Thưa quý vị, sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2021. Theo đó, trong số 98 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố khen thưởng 19 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trao giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và 23 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Trong đó, Đảng bộ Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng vinh dự là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 8 đồng chí và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 7 đồng chí.